tạo ra đơn hàng nhanh chóng từ công cụ face to face. Khi bạn muốn mua một cái gì đó, bạn sẽ thường nghĩ đến ai? Chắc chắn là một thương hiệu nổi tiếng hay là dịch vụ của một ai đó bạn đã quen. Bởi vì tôi biết một công thức: biết, thích, tin rồi mới mua. Nhưng ví dụ một ai đó mua hàng của bạn mà họ nhớ đến bạn như vậy, có nghĩa bạn đã phải mất rất nhiều tiền để quảng cáo hay mất rất nhiều thời gian để tiếp cận với một ai đấy. Nhưng thời gian là vàng. Nếu chúng ta lặn lội gặp gỡ, đặc biệt là thời buổi cơm áo gạo tiền áp lực như thế này, chắc chắn khó có thể đạt được, mà chỉ có thể là tiền quảng cáo. Mà nếu quảng cáo thì tốn kém lắm bạn ạ. Trong môi trường VBCI có một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời, đó là face to face. Trong vòng 60 phút, chỉ cần bạn thực hiện đúng công thức 20-20-20 là bạn và đồng đội đối diện đã hiểu rõ về nhau rồi. Với công cụ face to face này, nó đốt cháy giai đoạn, giúp bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để làm quen. Và khi chúng ta nói chuyện chia sẻ sâu về dịch vụ, sản phẩm, sở thích cũng như là khát khao cháy bỏng trong cuộc sống, là giúp bạn cùng đồng đội dễ dàng trở thành những người bạn thân. Thậm chí đã có rất nhiều người trở thành cặp đôi tri kỷ trong kinh doanh. Mà khi đã thành bạn thân hay là trở thành bạn tri kỷ trong kinh doanh thì chắc chắn chúng ta chỉ mua hàng của nhau thôi, chứ mua của ai bây giờ? Vì vậy, để tạo ra đơn hàng trong môi trường VBCI, bạn hãy thực hiện công cụ face to face là giải pháp nhanh chóng nhất nha.